Cô hôm vừa rồi vừa gặp với nhau ấy, bạn bảo là ngày xưa ấy, cô Nhung cô rất nghiêm khắc với tôi. Rất là nghiêm khắc, nhưng mà thế đến bây giờ tôi mới thấy là tôi trưởng thành là nhờ cô. Đấy, thì chắc cô Nhung cũng biết đấy là ai và có thể là nhiều người như thế đúng không ạ? Trong lứa học sinh của cô, nhưng mà trong lòng bọn em thì đúng là bọn em rất là trân quý tình cảm của cô Nhung đối với lớp. Và thật sự là rất là tiếc cái cuối năm đó ấy, bọn em không được cùng cô như với tư cách là những đứa con. Thế nên là bọn em cũng hơi phá và cố tình phá. Đấy, thì cho nên là để lại rất nhiều tư duy cho rất nhiều người. Thế và bây giờ thì cũng chia sẻ với cô là trong cái quá trình mà từ khi mà bạn Lâm bạn ấy hình thành cái Facebook ấy, thì rất nhiều các bạn cũng như là Zalo group cái nhóm ấy, thế thì các bạn cũng chia sẻ rất là nhiều hình ảnh từ ngày xưa. Thế nhưng mà có vì một lý do nào đấy thì rất nhiều bạn chưa chia sẻ cái hình ảnh của mình ngày xưa đó, cho nên là em tổng hợp nó không được đầy đủ. Nhưng mà cũng dành thời gian để đào Facebook của từng bạn. Đấy, và đào cái Facebook chung cũng như là hình ảnh bạn Zalo là do thư ký bạn Hương là thư ký của Vân, có gửi cho Vân. Đấy, thư ký và quân sự quạt mò luôn đấy. Thế thì Vân có làm lên một cái PowerPoint và cái này một cái trang chiếu, cái phần trình chiếu các bạn xưa và nay. Tức là những hình ảnh ngày xưa của chúng mình và những hình ảnh gần đây nhất. Tức là gần nhất là cái ngày mà các ban liên lạc họp với nhau để chuẩn bị cho cái cuộc gặp 30 năm này. Thế thì có thể nó không đầy đủ, nhưng mà các bạn có thể xem lại và chúng ta sẽ xem là ngày xưa trông mình như nào. Đúng không ạ? Và những kỷ niệm gắn với những cái hình ảnh đấy nó như thế nào. Chắc chắn là tuổi thơ của chúng ta sẽ lại ùa về. Chắc chắn là sẽ có nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Và cho dù chúng ta bây giờ là là ai, như bạn Thoa nói ạ, nhưng mà tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn là đầm ấm, trong trẻo và rất là vô tư. Về với nhau là tao mày chí tớ, đánh nhau rồi thế này thế nọ. Từ tối hôm qua đến giờ là bọn em cứ thùm thùm với cô ạ. Thế và cho dù là bây giờ có thể có bạn thì trở thành ông nội, bà nội, bà ngoại, ông ngoại, đúng không ạ? Có người thì phát tướng, có người thì bóc tem từ sớm, có người thì vẫn còn nguyên tem. Đây là trích Facebook của bạn Nguyễn Tiến Bảo. Bạn có nói là cho dù đã người thành ông, thành bà, con mình thì trạm cấp 2, cũng có người còn nguyên tem. Đấy, thế nhưng mà bọn em cũng chưa biết ai còn nguyên tem. Và bọn em cũng không biết là ai là người bóc tem sớm nhất đâu. Đấy, thế thì, nhưng mà cũng chỉ bật mí với cô Nhung là bọn em chương trình là đến buổi trưa hôm nay là hết cái phần lễ. Như phần hội thì cả lớp sẽ xuống Mộc Châu. Và tối hôm nay là bọn em sẽ bóc tem những cái chỗ chưa bóc tem. Và những ai cũng không có người sợ kìa. Có người bảo đi về rồi đấy. Sợ là bởi vì có khi là mất tem rồi nhưng mà cứ báo cáo là chưa bóc tem. Vâng ạ, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những hình ảnh này và Vân sẽ không có lời tựa gì nữa mà sẽ để dành cho các bạn có những cảm xúc của riêng mình. Xin mời chúng ta bắt đầu. Ngày xưa đất nước chân trời những ghế bằng ngô chân bằng đá cho tôi xin về lại thời tâm tư để nghe âm mặt trời hiền như bố những chiều dòng trôi say mê những món đồ bây giờ chúng ta sẽ đi lên một bước nữa.
đây là hình ảnh hình ảnh gì đấy ạ? Có ai nhận ra đây là đâu không ạ? Lớp mình đây. Lớp mình học đây. Mình bây giờ là trồng tóc xem nhé. Lớp mình là ở sau tóc này của lớp của nhà tầng này. Lớp mình ở sau. Vâng ạ, xin bật mí là thế này ạ. Sau này khi bọn em lớn lớn rồi thì mới hiểu là những cái kỷ niệm ngày xưa quý giá như nào. Thế và có bạn đã về chụp nhưng mà chỉ chụp ở đường mặt sau thôi ạ. Không chụp được ở mặt trước. Và đến bây giờ thì không còn gì để chụp nữa. Cho nên là bọn em vẫn quý giá cái hình ảnh này và đưa lại để nhớ lại cái thời đấy mình như thế nào.